Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Quý vị, chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì một bản tin mà tôi có được từ Venezuela. Thì quý vị, bản tin này cho thấy rằng là quý vị kiếm một cái sự khác biệt giữa chính quyền của Joe Biden và chính quyền của Maduro có gì khác biệt không quý vị? Hay là nó tương tự như nhau? Ở đây thì bản tin này tôi đưa ra, quý vị sẽ tưởng tượng nó y chang nó xảy ra tại Hoa Kỳ. Quý vị, đây là cái bản tin mà tôi có được, là một công tố viên hàng đầu của Venezuela đã phát động một cuộc điều tra hình sự nhắm vào những người đối lập với Maduro. Đây là một trong những cái tin mới nhất. Quý vị, Bộ trưởng Tư pháp của Venezuela đã loan báo là sẽ có một cuộc điều tra hình sự vào ngày thứ Hai nhắm vào những người đối lập của ông Nicolás Maduro và kêu gọi quốc gia lực lượng vũ trang quốc gia là chấm dứt ủng hộ cho lãnh đạo của họ và chấm dứt gọi là bức hại người biểu tình. Trong đó thì hãng thông tấn AP báo cáo rằng là Bộ trưởng Tư pháp là Tarek William Saab đã công bố một bản statement về cuộc điều tra quan hệ mà được viết bởi ứng cử viên tổng thống là Edmundo González cùng với nhà lãnh đạo đối lập là Maria Corina Machado. Trong đó đã gửi vài giờ sau khi mà ông Saab đã loan báo cuộc điều tra này, và trong đó ông Maduro và người biểu tình được xem là có cuộc biểu tình liên quan tới cái cuộc bầu cử ngày 28 tây tháng 7 vừa qua. Trên trang platform X thì ông Saab đã cáo buộc rằng đã có những cái loan báo sai sự thật về người chiến thắng cái ghế tổng thống sau khi mà có cái sự xác định của cái hội đồng bầu cử quốc gia, và đây là cái cơ quan duy nhất xác định và có thẩm quyền trong việc mà thông báo kết quả bầu cử. Và Saab nói rằng González và Machado đã kích động cảnh sát và giới quân sự chống lại luật pháp. Và trong đó thì theo tường trình của Saab viết, trong đó thì ông González và Machado đã lên tiếng và đã có hành động được xem là vi phạm tội hình sự và đưa ra những cái tin giả và tin nhiễu liên quan gây một cái âm mưu gọi là sợ hãi. Và cả hai nghi can này đã kêu gọi lãnh đạo của lực lượng an ninh là phải duyệt xét lại lòng trung thành của họ với Maduro. Chúng tôi kêu gọi các lực lượng quân sự và cảnh sát là hãy đứng về phía người dân và gia đình của họ. González và Machado đã đưa ra lời viết như trên. Chúng tôi thắng trong cuộc bầu cử này không còn nghi ngờ. Và đây được xem là một trong những lời tuyên bố của họ. Và trong đó thì Maduro kiểm soát cái hội đồng bầu cử quốc gia đã được xem là chiến thắng với bản báo cáo là 51% so với lại phía của đối lập là được 44%. Và tuy nhiên họ vẫn chưa công bố đầy đủ chi tiết của các lá phiếu chứng minh là Maduro thắng cử. Và cuộc thăm dò trước đó cho thấy là ứng cử viên đối lập đã nhận được gấp đôi số phiếu của Maduro, và phía đối lập liên tuyên bố rằng là họ thu lượm ít nhất là 80% trong tổng cộng là 30.000 cái phòng phiếu ở trên toàn Venezuela, chứng minh rằng họ đánh bại ông và Maduro. Và Hoa Kỳ thì đã thừa nhận cái kết quả của González là chiến thắng, và trong đó gần như là đã có những cái lời xác định này. Và trong ngày thứ Bảy, Maduro loan báo chính quyền của ông ta đã bắt giữ trên 2.000 người ở tại Caracas và cam kết chi tiết sẽ gửi và sẽ đưa họ vô tù. Và việc nổi loạn này sau khi kết quả bầu cử đưa ra cho thấy là có ít nhất là 11 người gần như là được xem là cả đã bị mất đi sinh mạng. Và González và Machado đã kêu gọi người dân Venezuela và thân nhân của họ là trong cái gia đình là phải chống lại cái chính quyền của ông Maduro. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta thấy được trong cái cuộc bầu cử tại Venezuela. Và bây giờ tôi làm một bản so sánh cho quý vị thấy có gì khác biệt giữa chính quyền của Joe Biden và chính quyền của Maduro đây quý vị. Thứ nhất là Maduro bây giờ đưa ra một bộ trưởng tư pháp đã assign, tức là đã cho bổ nhiệm một công tố viên để điều tra về ứng cử viên đối lập và trong đó truy tố tội hình sự. Thì quý vị có khác biệt gì với lại chính quyền của Joe Biden và bộ trưởng tư pháp Merrick Garland đang bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để truy tố đối thủ của Joe Biden trước đây và bây giờ là của Kamala Harris trong cái vấn đề gọi là bầu cử và có những cái tội hình sự, tức là chống lại luật pháp quý vị?
Đây là cái thứ nhất, Marie Galland và Bộ trưởng Tư pháp của phía của Venezuela có gì khác biệt đây quý vị? Rồi cái thứ hai là phía cái ủy ban tư, cái ủy ban và hội đồng bầu cử đưa ra là Maduro thắng 51%, phía đối lập thắng 44%. Thì quý vị, nhưng mà phía Maduro đã không chứng minh được lá phiếu của họ làm sao mà có được tới 51%, không có chi tiết. Trong khi phía đối lập chứng minh là 80% trong tổng số 30.000 cái phòng phiếu là họ có đầy đủ chứng từ để chứng minh họ chiến thắng. Họ đã trình ra hết. Thì quý vị, Maduro và cái công tố viên của và Bộ trưởng Tư pháp nói rằng cái nơi duy nhất có thẩm quyền công bố chiến thắng là Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Thì chính họ nói như vậy, quý vị. Và Hội đồng Bầu cử Quốc gia này lại nằm dưới quyền của Maduro. Thì quý vị, đây là cái cách mà họ loan báo cách tương tự như năm 2020. Khi mà ông Trump khiếu nại kết quả bầu cử thì các tòa án đều không giải quyết. Và cuối cùng thì họ xác nhận các đại biểu đoàn là cái nơi duy nhất trên sàn Thượng viện và Quốc hội Hoa Kỳ là nơi xác nhận kết quả bầu cử. Và nó được xem là chính thức. Joe Biden thắng cử và gõ búa trở thành tổng thống. Ông Trump bị thua. Và quý vị, kết quả của cái này là cái biến cố ngày 6 tháng 1. Thì sau trong cái biến cố ngày 6 tháng 1, sau khi ông Trump thực hiện cuộc rally xong, thì nhiều người tràn qua tòa nhà Quốc hội để mà phản đối cái việc xác nhận kết quả bầu cử. Thì quý vị, 1.200 người đã bị truy tố và bị kết án. 1.200 người đã bị truy tố và bị kết án. Còn bây giờ thì Maduro đã bắt giữ 2.000 người. Maduro đã bắt giữ 2.000 người và tuyên bố rằng sẽ đưa 2.000 người này vô tù. Thì quý vị, sự khác biệt của đảng Dân Chủ và chính quyền Joe Biden với 1.200 người bị truy tố trong biến cố ngày 6 tháng 1 và Maduro bắt giữ 2.000 người biểu tình phản đối kết quả bầu cử để mà đưa vô tù. Thì quý vị có thấy sự khác biệt gì hay không quý vị? Chưa hết, và Maduro tuyên bố rằng là những kẻ đối lập là tội phạm hình sự. Thì quý vị có khác gì Kamala Harris hiện nay và Joe Biden gọi ông Trump là felony khi mà tòa án ở New York sử dụng một cái vụ án từ năm 2016 để mà kết tội ông Trump 34 tội danh và bây giờ họ gọi ông là tội hình sự. Thì quý vị, từ ngôn ngữ, cách hành xử cho tới những gì đang xảy ra tại Venezuela, nó có khác biệt gì với lại ông Trump và Joe Biden trước đây và bây giờ sắp sửa tới Kamala Harris không quý vị? Bây giờ đảng Dân Chủ đang tìm cách lặp lại tất cả những cái yếu tố pháp lý để truy tố ông Trump tiếp. Mặc dù rằng chúng ta thấy đo thời gian thì chưa chắc nó diễn ra được trước ngày bầu cử tháng 11. Nhưng không ai loại trừ nó sẽ đi được con đường fast track giống như bà quan tòa Tanja Chukan ở tại Washington DC. Bà đã chọn 3 ngày trước khi có cái đại hội đảng Dân Chủ để mở ra cuộc điều trần cho cái vụ án xét xử ông Trump trong cái biến cố ngày 6 tháng 1. Và bà ta sẵn sàng đi con đường fast track, tức là nhanh chóng để xử ông Trump trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 luôn. Hoặc là trong giai đoạn từ 5 tháng 11 cho tới ngày 20 tháng 1, tức là ngày nhậm chức. Quý vị, nó có khác biệt gì với lại Bộ trưởng Tư pháp của Venezuela và công tố viên của Venezuela đang đối xử với lại khối đối lập của Venezuela đây quý vị? Dường như là chúng ta thấy một cái sự tương đồng rất lớn và không có sự khác biệt nào cả. Vậy thì cốt lõi của nền dân chủ là cái gì? Quý vị trả lời cho tôi nghe đi. Cốt lõi của nền dân chủ là gì? Và quý vị còn nhớ ở Venezuela là Maduro còn loại trừ bà mà Maria Corina Machado ra khỏi cái danh sách bầu cử. Bà đã bị loại rồi, mới đưa ông González lên. Ông González là người thay thế bà Maria Corina Machado. Thì biết quý vị, đầu tiên hết là bà Maria Corina Machado là ứng cử viên và chiếm một cái vị thế rất quan trọng. Nhưng Maduro đã sử dụng luật pháp và hiến pháp của Venezuela để loại trừ cái tư cách tranh cử của bà Maria Corina Machado. Và lúc đó họ phải đưa ông González ra. Và bà Machado đã bị loại trừ tư cách tranh cử. Thì có khác gì
các tiểu bang từ Colorado tới Illinois cho tới Wisconsin cũng lấy tên và nói rằng là ông Trump không đủ tư cách tranh cử. Họ rút tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu. May là tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra 9 phiếu để chặn chuyện này. Tức là Mỹ còn cái tối cao Pháp viện. Còn ở Venezuela thì tối cao Pháp viện nằm trong tay của Maduro luôn. Tối cao Pháp viện, hội đồng bầu cử, bộ tư pháp nằm trong tay của Maduro hết. Thì quý vị, nó có khác biệt gì khi mà Maduro sử dụng cái hệ thống luật pháp do chính họ ban hành để cản trở và không cho đối thủ của mình ra tranh cử vì sợ thua? Thì quý vị, có khác nào Colorado trước đó và tiểu bang Maine cũng như là Illinois đã quyết định lấy tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu? May là có cái phán quyết của tối cao pháp viện chặn chuyện này. Nếu như không thì ông Trump cũng bị loại trừ tư cách tranh cử luôn. Quý vị thấy chưa? Vậy quý vị cho tôi thấy là cái chính quyền của Joe Biden với lại chính quyền của Maduro có gì khác biệt đây? Maduro bắt giữ 2.000 người, truy tố họ về tội gây hỗn loạn bất trật tự xã hội và sẵn sàng đưa họ vào tù. Thì có khác gì chính quyền của Joe Biden và lúc đó dưới quyền của bà Nancy Pelosi, chủ tịch của Hạ viện, truy tố 1.200 người trong cái biến cố ngày 6 tháng 1. Họ có khác gì dân Venezuela đâu, cũng phản đối kết quả bầu cử. Và phản đối cái quyết định của Thượng viện khi xác nhận kết quả bầu cử. Thì bây giờ chính những người ở Mỹ này đang bị kết án nặng và có những người bị kết án rất nặng bởi chính bà quan tòa Tanya Chukin này. Có người bị kết án lên tới 22 năm tù. Quý vị, và người đưa ra cái bản án nặng này không ai khác là cái người đang xử ông Trump trong cái vụ án tại DC. Tức là cái vụ án mà lật đổ kết quả bầu cử, âm mưu phản loạn bà Tanya Chukin. Bà quan tòa này đã kết án rất nặng tất cả những người trong cái biến cố ngày 6 tháng 1. Thì quý vị thấy có sự khác biệt nào không? Hoàn toàn không có sự khác biệt nào hết, là sự tương đồng luôn. Bởi vì bản chất họ giống nhau. Bản chất của họ là đẻ ra luật và dùng cái luật đó để kiểm soát xã hội và kiểm soát luôn đối thủ chính trị. Đó là lý do tại sao ông Trump nói tất cả những cái vụ kiện nhắm vào ổng đều có động cơ chính trị và là một cái witch hunt, một cuộc săn lùng phù thủy. Và đây là một cái sự chính trị hóa trong bộ tư pháp và trong cơ quan chính quyền liên bang. Bây giờ quý vị thấy bên Venezuela nó y chang một cái playbook luôn. Nó y chang một cái playbook với là chính quyền Joe Biden. Nhưng mà Joe Biden đạo đức giả, lên tiếng phản đối cái hành động của Maduro và thừa nhận là phía đối lập thắng cử. Đây là tuyên bố của Anthony Blinken, là thừa nhận phía đối lập thắng cử chứ không phải Maduro. Trong khi đó, quý vị đối chiếu so sánh lại hai câu chuyện của ông Trump và của giới đối lập của Venezuela có gì khác biệt đây quý vị? Họ đang bị bức hại bởi Maduro thì có khác gì ông Trump bây giờ đang bị bức hại bởi đảng Dân Chủ và kẻ cầm quyền hiện nay là Joe Biden? Quý vị nhìn lên là quý vị thấy ngay. Chỉ có khác biệt ở chỗ là bây giờ Joe Biden tự rút lui ra khỏi cuộc tranh cử và đưa người phó của mình là Kamala Harris ra. Quý vị, bản chất của đám cấp tiến cực tả ở trong cái tòa Bạch Ốc nó không khác gì cái đám cực tả của Maduro cả. Nó cùng một bản chất xã hội chủ nghĩa, dân chủ xã hội. Và bản chất của nó, cái gốc của nó đến từ chủ nghĩa cộng sản. Đây là cái playbook của cộng sản. Cộng sản chơi cái playbook này mấy chục năm rồi. Quý vị thấy những nhà bất đồng chính kiến ở những nước cộng sản đều bị bức hại hết. Và chưa bao giờ họ bị kết tội vào chính những cái lời lên tiếng của họ. Họ bị kết những cái tội danh khác, gây mất trật tự xã hội, vi phạm tội hình sự hay là trốn thuế. Có người đối lập nào mà bị kết án về cái tội chính họ lên tiếng cho cái quan điểm chính trị của họ đâu. Đó quý vị thấy ở bên Nga, Navalny bị Putin nhốt vô tù rồi chết trong tù đó. Navalny bị kết tội gì? Gây mất trật tự xã hội và có tư tưởng cực đoan. Chứ đâu có liên quan gì tới việc Navalny là nhà lãnh đạo đối lập đâu quý vị.
Thì quý vị, cái playbook này Cộng sản chơi mấy chục năm rồi. Và bây giờ Đảng Dân Chủ tại Mỹ và Xã Hội Chủ Nghĩa tại Venezuela nó copy y chang bài bản của Cộng sản luôn. Nhưng mà bây giờ thì Đảng Dân Chủ lên tiếng và nói rằng ô, chúng tôi ủng hộ phe đối lập. What the hell is this? Nó copy y chang cái bài bản của Maduro. Maduro copy y chang bài bản của Đảng Dân Chủ. Bây giờ thì nó lên tiếng là nó ủng hộ phía đối lập và thừa nhận kết quả bầu cử phía đối lập. Quý vị, trò đạo đức giả này chúng ta chứng kiến rất rõ ràng. Quý vị chỉ cần so sánh lại biến cố ngày 6 tháng 1 với cuộc biểu tình bây giờ của dân Venezuela có gì khác biệt đây? Ngày 6 tháng 1 khi nhiều người không tin vào kết quả bầu cử từ cuộc rally của ông Trump tràn qua tòa nhà Quốc hội nơi xác nhận kết quả bầu cử, so với hàng ngàn người dân Venezuela đã biểu tình ở ngay thủ đô Caracas và kêu gọi không thừa nhận cái quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quý vị, nó có khác biệt gì mà lúc đó cũng quý vị còn nhớ, tôi đã sai lầm khi mà tôi tin tưởng vào Mike Pence. Tôi nghĩ rằng Mike Pence phải trả cái khối phiếu đó về lại cho các tiểu bang để cho các tiểu bang xác nhận lại kết quả bầu cử giữa đại cử tri và cử tri đoàn. Thì quý vị, cuối cùng Mike Pence trả cái quyền đó về cho Quốc hội, Nancy Pelosi là chủ tịch Hạ viện lên nắm quyền cho xác nhận luôn. Thì có khác gì cái Hội đồng Bầu cử Quốc gia của cái Hội đồng Bầu cử Quốc gia của Maduro đâu. Nó xác nhận kết quả bầu cử, ông ta thắng 51% luôn. Quý vị, rồi công tố viên của Venezuela lên tiếng nói rằng cái nơi có thẩm quyền duy nhất để xác nhận kết quả bầu cử là Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Vậy thì có khác gì bên phía Joe Biden nói rằng ồ, cái nơi thẩm quyền duy nhất là sàn thượng viện của Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử. Trong khi họ thao túng tất cả mọi thứ. Rồi quý vị, sau biến cố ngày 6 tháng 1, tất cả những người can dự vào ngày 6 tháng 1 đều bị truy tố, đều ở tù hết. Thì có khác gì 2.000 người đang bị bắt giữ, bị truy tố tội hình sự, tội phá hoại tài sản quốc gia, tội gây bất ổn trật tự xã hội, chống lại lực công cơ quan công lực, cản trở cư tư pháp, tất cả những cái tội này, quý vị, 2.000 người đó chắc chắn vô tù rồi. Thì có khác gì 1.200 người đã bị kết án dưới triều đại của Joe Biden và lúc đó là Nancy Pelosi làm chủ tịch Hạ viện. Không khác biệt gì hết. Thì quý vị, vậy thì, quý vị, cái playbook này, quý vị nghe quen thuộc không? Nó đang diễn ra tại Venezuela. Nhưng mà đám dân chủ bây giờ thì nói, ô, chúng tôi ủng hộ cho phe đối lập. Bây giờ họ có duyệt xét lại cái quá trình họ đối xử với ông Trump chưa? Thậm chí họ còn chụp mũ cho ông Trump tội phản loạn gây nguy hại cho nền dân chủ. Trong khi chính họ lấp liếm ngành cái nền dân chủ. Chính họ lấp liếm nền dân chủ. Tôi nói lấp liếm rất rõ ràng. Cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua là dân chúng nó, bên đảng Dân Chủ họ bỏ phiếu cho Joe Biden chứ không phải Kamala Harris. Bây giờ Kamala Harris ra ứng cử chức tổng thống thì phải tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ lại chứ. Các anh đổi ngựa thì các anh phải tổ chức lại để cho cử tri bên ngoài họ chọn chứ. Bây giờ dùng đại biểu đoàn để lấp liếm cho rằng là bà ta đủ các cái túc số của đại biểu đoàn. Thì quý vị, đây là hành động phi dân chủ đó. Rất rõ ràng, phi dân chủ đó. Nó cướp luôn lá phiếu của người dân. Quý vị còn nhớ cuộc bầu cử năm 2000 giữa Al Gore và Bush tranh luận ở tại khu vực của Florida. Cuối cùng tối cao pháp viện quyết định chiến thắng thuộc về Bush con. Đám dân chủ chửi, ê, cả triệu lá phiếu của tụi chúng tôi tại sao bây giờ chỉ có 9 người quyết định vậy? Đám dân chủ chửi đó. Bây giờ cả triệu lá phiếu chỉ dồn vô một đám đại biểu đoàn thôi. Vậy thì cả triệu lá phiếu đó có giá trị không? Chính họ đạp lên dân chủ. Chính họ chà đạp cái nền dân chủ và cái xã hội dân chủ. Nhưng họ lại đi chụp mũ cho người khác. Họ lại đi chụp mũ cho người khác. Rất rõ ràng quý vị. Đó, tôi chỉ đưa ra những cái hình ảnh này thôi. Năm 2000, nó nói là cả triệu lá phiếu không có giá trị. Giá trị cuối cùng là 9 lá phiếu của tối cao pháp viện.
Còn bây giờ chính nó đạp luôn giá trị của hàng triệu lá phiếu ở bên ngoài. Hàng triệu lá phiếu bên ngoài để nó chọn Kamala Harris. Thì quý vị, có khác biệt gì đâu. Tức là nó vừa đá banh, nó vừa thổi còi. Nó vừa phi dân chủ nhưng mà nó chụp mũ cho đối thủ của nó phi dân chủ. Trong khi đó ông Trump phải vượt trận hết. Bắt đầu mùa tranh cử, ông phải đối diện với 5, 6, 7 người đối thủ. Ông vượt lên hết và ông đã được bỏ phiếu chính thức đàng hoàng. Thì nó nói ông là đe dọa tới dân chủ. Còn bây giờ nó lấp liếm, nó đưa Kamala Harris lên. Nó lấp liếm tất cả cả triệu lá phiếu của đại dân chủ. Thì nó gọi nó là đang bảo vệ cho dân chủ. Quý vị, cái đảng dân chủ và cái nhóm của Joe Biden, Kamala Harris có khác chi biệt gì với lại Maduro đây? Có khác biệt gì với Maduro đây? Và có khác biệt gì với hôm trước tôi có nói với quý vị là cái Olympic đang diễn ra tại Paris. Quý vị nên nhớ năm 2022, hàng triệu người trên thế giới đã viết thư cho Ủy ban Olympic và chính ông Michael McCord đã vận động 25 triệu Mỹ Kim để mà tẩy chay và không muốn cho cái giải Olympic được tổ chức tại Bắc Kinh. Bởi vì Bắc Kinh đang đàn áp, diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, cướp đi cái quyền tự trị của người Hồng Kông, rồi đe dọa tới đảo quốc Đài Loan, rồi đàn áp tôn giáo tại Trung Quốc, vân 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 vân. Quý vị, cuối cùng cái Ủy ban Olympic nó nói no, chúng tôi không có dính gì tới chính trị hết. Cái này được đấu thầu, được đăng cai rồi, chúng ta vẫn tiếp tục. Tại vì cái này không có liên quan gì tới chính trị hết. Nhưng 2024, giải Olympic tổ chức tại nước Pháp, tất cả cầu thủ của Nga đều bị loại trừ hết. Không được tranh tài ở trong giải Olympic. Vậy thì tại sao vậy? Ủa, giải Olympic là thể thao mà. Cầu thủ Nga mắc mớ gì mà bị loại trừ? Mà 2022 thì họ nói rằng là họ không có dính dáng gì tới chính trị hết, họ vẫn tổ chức tại Bắc Kinh. 2024 tất cả những cầu thủ của Nga bị loại trừ hết. Chỉ vì Nga xâm lăng Ukraine. Quý vị, đây là trò đạo đức giả. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy cái này đang xảy ra tại Venezuela. Nó đạo đức giả. Nó đạp hết tất cả những cái guồng máy dân chủ. Xong rồi nó lại tri hô là Maduro vi phạm dân chủ. Trong khi cái playbook của Maduro và cái playbook của đảng dân chủ ở tại Hoa Kỳ không khác biệt gì hết. Không khác biệt gì hết. Quý vị, Bộ trưởng Tư pháp của Venezuela lên tiếng đó. Hai kẻ đối lập này sẽ bị bắt, bị điều tra hình sự và sẽ bị truy tố vào tù. Về tội gì? Kích động. Có khác gì bây giờ bà quan tòa Tanya Chukan và công tố viên Jack Smith cũng tố ông Trump về tội kích động. Kích động lật đổ chế độ. Phản loạn. Insurrection. Quý vị, nó y chang nhau luôn. Một cái playbook, một chiêu thức. Nhưng mà quý vị, nó vẫn lấp liếm được thế giới. Nó nghĩ rằng người trên thế giới và người ở Hoa Kỳ, nó muốn nói sao cũng được hết. Nó muốn nói trái cam thành trái bưởi cũng được. Nó muốn nói trái quýt thành trái cam cũng được. Ai cũng phải tin. Nhưng mà bây giờ quý vị, người dân ở Mỹ này và người dân trên thế giới, người ta chứng kiến được. Người ta biết phân tích, người ta đối diện với nhiều thông tin khác nhau lắm. Do đó quý vị, nó cảm thấy rằng là bây giờ thấy, quý vị thấy có nhục nhã chưa? Chính vì vậy, nó mới đẻ ra cái gọi là chống disinformation và misinformation đó. Để nó kiểm soát tất cả những nguồn thông tin nào bất lợi. Nó kiểm duyệt hết. Nó định hướng người ta một chiều thôi. Chứ mà bây giờ thì quý vị, xã hội mở. Xã hội mở. Có những mạng xã hội giúp tụi nó, nhưng có những mạng xã hội bảo vệ cho cái quyền thông tin của mọi người. Cho mọi người tiếp cận tất cả những thông tin khác nhau. Rồi tự chính mọi người quyết định. Thì quý vị, đám này lấp liếm không được nữa. Bây giờ đưa lên, dân chúng trên thế giới nó ngồi nó cười. Bây giờ mà Joe Biden nói rằng, ô chúng tôi ủng hộ cho giới đối lập và thừa nhận thắng cuộc của giới đối lập. Vậy thì Joe Biden có nhìn lại mình không? Ông ta có khác gì với Maduro đâu. Ông ta lợi dụng Bộ Tư pháp. Ông ta lợi dụng cái hội đồng bầu cử quốc gia
để bức hại đối thủ chính trị của mình và để giành chiến thắng. Không có gì khác biệt cả quý vị. Hoàn toàn không có gì khác biệt cả. Do đó, quý vị cứ nhìn cái hình ảnh Venezuela, quý vị liên tưởng lại cái biến cố năm 2020 và những gì đang xảy ra hiện nay. Thì quý vị cho tôi biết đi, cái giá trị dân chủ nằm ở chỗ nào? Cái cốt lõi của dân chủ nằm ở chỗ nào? Quý vị tự phân tích lấy, tự so sánh đối chiếu, quý vị sẽ có câu trả lời của chính quý vị. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.